Chồng ơi, em thích cái đầm này quá. Ok, đợi anh xíu. Đầm của em đây. Trời ơi, đầm của em thích nè. Cảm ơn chồng yêu nha. À, mà em còn thích cái túi này nữa nè. Để đó anh lo cho. Túi của em đây. Ôi, anh mua ở đâu mà nhanh vậy? Bí mật. Trời ơi, bây giờ có đầm đẹp này, có túi xinh, nhưng mà da em xám với lại đen quá à. Em muốn da trắng. Anh tặng cho anh tắm trắng cao cấp nào anh 30 giây nè. Ô, sao anh biết em thích tắm trắng này? Em còn chưa nói gì mà. Vợ của anh là sao anh không biết cho được đúng không? Trời ơi, đây là tắm trắng cao cấp 30 giây, nguyên liệu nhập khẩu 100%, có hai tác động. Thứ nhất là có hạt đào để bay tế bào chết đi, và sau đó đưa dưỡng chất nguyên liệu nhập khẩu vào bổ kích trắng cho da. Dưỡng trắng da chỉ sau lần dùng đầu tiên thôi. Không chỉ trắng nha, còn mịn nè, còn thơm nữa. Em thích là được. Xài liền đi. Đi, xài liền đi. Em trắng xinh đẹp quá. Cảm ơn chồng nha. Nhưng mà em có một thắc mắc. Chuyện gì? Là anh lên mấy cái này ở đâu mà nhanh vậy? Anh đâu có mua. Chứ làm sao để anh có mấy cái này? Dễ mà, anh ăn cắp.